nha, Queen of Victory luôn. Cái này đúng tông chuẩn của nó luôn, màu sắc rất là đẹp. Bộ này là màu đỏ ha, áo đỏ và quần đen ha, cho nên mặt nó không quá chói ha. Cái thiết kế của nó là áo đỏ và quần đen nha, quần cũng có thêu logo luôn nè. Rồi Queen of quần có hai túi ha, hàng này hàng cao cấp, chiếc vải mặc vào rất là thích luôn, sờ vào rất là láng miệng, coi giãn ha. Và ở dưới đây là có bo hông, nó sẽ coi giãn cho body người mặc ha. Mình 54kg mặt là nó sẽ như vậy, các bạn 60kg mặt như vậy, 65kg mặt nó sẽ căng ra, và những cái mẫu có bo như vậy nó sẽ rất là gọn người luôn nha. Size này là size XL và nguyên một bộ giá chỉ có 430.000 nữa ha. Mặc nguyên một bộ chán rồi lâu lâu thỉnh thoảng các bạn có thể tắt xét ha. Cái này nó như là một chiếc áo thun bình thường thôi, phối với đồ riêng, quần sọc đen thì quá là dễ phối đồ, phối với áo thun màu khác cũng được nha. Và phía sau quần của nó là túi kiểu nha, đó, hàng cao cấp cho nên thiết kế nó lên rất là